Thưa quý vị, nhằm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân huyện Bầu Bàng đã phát động phong trào thi đua, nhân dân và cán bộ huyện Bầu Bàng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 và mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID. Theo đó, toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, chủ động các phương án kịch bản để ứng phó với mọi tình huống, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả bước đầu. Phong trào thi đua được phát động rộng khắp bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với đặc thù của từng cơ quan đơn vị, xã, thị trấn, góp phần vào thành tích chung của huyện. Mục đích của phong trào là thu hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh, tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế số ca F0 tăng nhanh, giảm thiểu thấp nhất số ca tử vong. Đồng thời biểu dương khen thưởng các cơ quan đơn vị địa phương, các cá nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch. Thực hiện kế hoạch xây dựng vùng xanh sớm đưa Bình Dương trở lại trạng thái bình thường mới, một giải pháp trọng tâm được triển khai là kiểm soát nhanh F0 ngoài cộng đồng với công thức là 1, 3, 5, phối hợp test nhanh với PCR. Đây được xem là sự linh hoạt trong cách làm đối với những địa phương thuộc vùng nguy cơ thấp trên bản đồ COVID Bình Dương. Những ngày qua, các huyện Phú Giáo, Dầu Tiến, Bắc Tân Uyên và Bầu Bàng tập trung cao độ tổ chức test COVID-19 cho người dân. Đối với khu vực được xác định là vùng xanh an toàn với COVID-19, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu gộp PCR để đảm bảo làm sạch rồi khóa chặt, không để người từ vùng nguy cơ xâm nhập. Đối với những vùng vàng, cam hoặc đỏ, người dân được lấy mẫu theo công thức 1-3-5 nhằm tận dụng thời gian vàng bắt hết F0, giảm dần mức độ dịch, hướng tới mục tiêu mở rộng vùng xanh. Công thức 1-3-5 có nghĩa là xét nghiệm test nhanh lần đầu, nếu mà có dương tính vào ngày thứ 3 thì chúng tôi làm lần thứ 2, và ngày thứ 5 là chúng tôi sẽ kiểm soát bằng PCR toàn diện. Tại sao chúng tôi phải làm như thế? Bởi vì chu kỳ phát triển của cái con virus nó là chu kỳ 3 ngày. Tuy nhiên là lần xét nghiệm đầu tiên thì khả năng sẽ lọt F0 cũng còn khá nhiều, do nó ở cái giai đoạn là cửa sổ chúng ta chưa phát hiện được. Do đó chúng tôi rút ngắn lại một ngày, tức là ngày thứ 3 chúng ta xét nghiệm. Thì lúc này nồng độ virus mới bắt đầu phát triển lên cao, mà chúng ta chặn ngay, phát hiện ngay thì sẽ chặn đứng được gọi là cái nguồn lây cho cộng đồng. Hiệu quả của công thức 1-3-5 được thể hiện rõ khi tính đến ngày 12 tháng 8, các địa phương áp dụng đều tăng vùng xanh, giảm vùng đỏ, chuyển nhiều vùng cam thành vàng. Điển hình như huyện Dầu Tiến tăng thêm 15 vùng xanh, giảm 5 vùng đỏ. Huyện Phú Giáo có thêm 2 vùng xanh, không còn vùng đỏ cam. Huyện Bắc Tân Uyên tăng 9 vùng xanh, giảm 3 vùng đỏ. Huyện Bầu Bàng tăng 18 vùng xanh, không còn vùng cam và đỏ. Tuy nhiên, để công thức 1-3-5 phát huy tác dụng lâu dài, thì người dân cần chấp hành nghiêm chỉ thị 16 của chính phủ. Bình Dương đảm bảo thực hiện 3 dòng sẽ đạt yêu cầu trả lại vùng xanh ở cho các khu vực ở huyện phía Bắc. Và trong đợt này, nếu các địa phương làm tốt như vậy, thì tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ kiểm soát được. Người dân sau khi xét nghiệm xong, cả ngõ âm tính rồi, không được giao lưu với nhau, từ nhà nọ không được sang nhà kia, không cho ai vào nhà mình, bởi vì có thể trong đó là cái thức có những trường hợp là thời gian ủ bệnh 2-3 ngày sau khởi phát, hoặc là 5-7 ngày sau khởi phát, thì lúc đấy mà tụ tập sẽ lại lây lan trong cộng đồng. Bình Dương đang rất nỗ lực đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Chỉ cần người dân đồng lòng cùng đảng bộ, chính quyền tỉnh tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thì COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi. Tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, Bình Dương đã ghi nhận trên 39.592 ca mắc COVID-19. Cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh thực hiện các phương án cao nhất trong điều trị bệnh nhân COVID, cố gắng là giảm đến mức tối thiểu trường hợp tử vong. Nhận định của cơ quan chuyên môn, số lượng F0 gia tăng trong những ngày gần đây là kết quả mà tỉnh Bình Dương rất quyết liệt trong việc điều tra truy vết, xét nghiệm diện rộng lần 2, tìm và đưa hết các F0 ra khỏi cộng đồng dân cư và nhà máy xí nghiệp. Trong tình hình gần đây thì những ca bệnh F0 ngày càng tăng cao, thì chúng tôi đã thực hiện 3 chiến lược. Cái thứ nhất là chiến lược giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm chỉ thị 16. Thứ hai là chiến lược giảm tử vong, và thứ ba là chiến lược vaccine. Ngoài ra thì nếu cái ngành y tế thì trong thời gian vừa rồi là chúng tôi tập trung quyết liệt để công tác là lấy mẫu diện rộng cho cộng đồng, để mục đích là bắt những trường hợp F0, như là những ca nhiễm ra khỏi cộng đồng để chúng ta tiến hành cách ly và điều trị những trường hợp F0 đó.
Hiện tại, Bình Dương có 22 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 với hơn 20.000 giường. Tỉnh đang triển khai tốt việc điều trị theo mô hình tháp 3 tầng. Riêng tầng 2, ngoài các trung tâm y tế của các huyện thị, có 4 bệnh viện dã chiến với tổng cộng 12.800 giường. Ở tầng 3, ngoài hai cơ sở của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, tỉnh đã đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh Bình Dương đặt tại Bệnh viện Quốc tế BKMS với quy mô 437 giường. Tôi nghĩ cái trung tâm này hết sức hữu ích cho địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng, nhưng mà cũng sẽ sẵn sàng phục vụ cho những cái địa bàn lân cận, các tỉnh lân cận trong cái trường hợp mà có những cái trường hợp COVID nặng ở các cái địa bàn xung quanh. Tỉnh đã chủ động trang thiết bị y tế, bảo đảm đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, tổ chức tốt việc quản lý, điều phối các nguồn lực để kịp thời tiếp nhận điều trị người nhiễm COVID-19 nhằm giảm tỷ lệ diễn biến nặng hơn ở tất cả các tầng. Trong đó, đặc biệt lưu ý phân biệt những người bị nhiễm chưa có triệu chứng với những người có triệu chứng, bệnh nhân, để tổ chức quản lý theo dõi và trợ giúp y tế phù hợp, giảm tỷ lệ người chưa có triệu chứng diễn biến thành có triệu chứng. Tỉnh cũng chỉ đạo ngành y tế kiểm tra, rà soát các cơ sở bệnh viện, y tế tư nhân đủ điều kiện điều trị F0, hoàn chỉnh các thủ tục cấp phép điều trị cho các cơ sở này. Với sự nỗ lực không ngừng trong công tác điều trị, mỗi ngày Bình Dương có từ 300 đến 600 người mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Đến nay, đã có hơn 8.000 bệnh nhân được xuất viện. Kết quả này là nguồn động viên tinh thần to lớn cho đội ngũ nhân viên y tế tiếp tục tập trung điều trị tích cực, chăm sóc chu đáo bệnh nhân COVID-19, góp phần hạn chế mức thấp nhất số ca tử vong, sớm ngăn chặn và kiểm soát thành công dịch bệnh. Tại huyện Dầu Tiếng, những ngày này thì địa phương đang triển khai thành lập trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 mở rộng tại trường tiểu học Ngô Quyền, thị trấn Dầu Tiếng. Cơ sở điều trị này sẽ chính thức vận hành thu dung vào ngày mai 15 tháng 8, góp phần nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 ở địa phương. Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 mở rộng của huyện Dầu Tiếng có quy mô 500 giường bệnh, thực hiện chức năng điều trị các trường hợp F0 có triệu chứng thuộc tầng 1 và một phần của tầng 2 theo phương pháp điều trị 3 tầng. Hiện công trình đang gấp rút triển khai hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để sớm đưa vào vận hành. Hiện nay huyện Dầu Tiếng chỉ có bệnh viện huyện Dầu Tiếng là 100 giường điều trị theo phác đồ tầng 2. Tuy nhiên giữa tầng 2 và khu thu dung chúng ta không có một cái vùng điểm, đó là tầng 1. Chính vì vậy mà khi đưa vào hoạt động của cái khu Ngô Quyền này giúp cho huyện cái bước sàng lọc giữa những cái khu cách ly F0 và triệu chứng vừa và triệu chứng nặng nó phù hợp hơn để tránh cái lây nhiễm cái trong cộng đồng cũng như là giảm cái áp lực cho tầng 2, tầng 3. Đáp ứng chức năng hoạt động, khu điều trị này được đầu tư trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế bao gồm cả máy xét nghiệm PCR, cải tạo lại cơ sở vật chất thành các khu vực cách ly điều trị theo đúng quy chuẩn, đảm bảo tính hiệu quả trong phân tầng điều trị. Hiện đội ngũ nhân lực ở đây cơ bản được kiện toàn trên cơ sở điều động cán bộ, nhân viên trung tâm y tế huyện và chi viện từ tuyến tỉnh. Chúng tôi sẽ hoạt động theo khu điều trị COVID mở rộng, nghĩa là vẫn trực thuộc trung tâm y tế Dầu Tiếng. Về nhân lực thì chúng tôi đã được hỗ trợ của Sở Y tế, điều động về của Viện Y học cổ truyền Trung ương thì là có 1 bác sĩ đa khoa, 6 bác sĩ học cổ truyền, 4 kỹ thuật viên y và 14 điều dưỡng. Mặt khác thì chúng tôi xoay vòng của các khu điều trị khác của trong địa bàn huyện thì sẽ cố gắng hoạt động trong giai đoạn đầu. Việc thành lập khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Ngô Quyền là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, giúp địa phương chủ động hơn trong mọi tình huống. Với tổng quy mô khoảng hơn 600 giường, Dầu Tiếng cơ bản đáp ứng được năng lực điều trị các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ một phần cho các địa phương trong tỉnh.